Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự thành phố Bảo Lộc. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay là một số nội dung chính. Họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội, thu ngân sách trên địa bàn thành phố tháng 5 năm 2019. Tập huấn luật tố cáo, luật phòng chống tham nhũng và các luật có hiệu lực năm 2019. Đại hội Hội Liên Thanh niên Việt Nam thành phố Bảo Lộc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị đối thoại với đại diện người sử dụng lao động và công đoàn cơ sở doanh nghiệp năm 2019. Phần cuối chương trình là bài viết Thắp sáng niềm tin cho người tái hòa nhập cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 30 tháng 5 tại Hội trường A, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Quốc Bắc đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội, thu chi ngân sách trên địa bàn thành phố tháng 5 năm 2019. Tháng 5 năm 2019, tình hình kinh tế xã hội thành phố tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng khá. Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng đều đạt và tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách tính đến thời điểm 20 tháng 5 đạt 37%. Công tác chi ngân sách cơ bản đảm bảo thanh toán kịp thời an sinh xã hội, các khoản chi đều được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đúng tiêu chuẩn định mức, chế độ, đảm bảo thời gian, đáp ứng yêu cầu ngân sách của các đơn vị sử dụng ngân sách gắn với việc thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã nghe các phòng ban báo cáo nhanh tình hình triển khai các dự án, dự kiến các nguồn thu của địa phương, tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2019. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố yêu cầu các phòng ban địa phương cần đặc biệt quan tâm 3 nhóm nội dung về hạ tầng cơ sở, tài nguyên môi trường và cải cách hành chính, thái độ văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức và cả người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước. Tại hội trường Thành ủy Bảo Lộc, Phòng Tư pháp phối hợp với Thanh tra Nhà nước Bảo Lộc đã tổ chức hội nghị tập huấn luật tố cáo, luật phòng chống tham nhũng và các luật có hiệu lực năm 2019. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi bổ sung của luật tố cáo năm 2018 như rút gọn trình tự, thời gian giải quyết tố cáo, bổ sung quy định về tố cáo nặc danh, cho phép rút tố cáo, quy định rõ về bảo vệ người tố cáo, tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo. Về luật phòng chống tham nhũng năm 2018, có những sửa đổi về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn khác, định mức tiêu chuẩn chế độ, việc tặng quà, nhận tặng quà, việc thanh toán qua tài khoản, kiểm soát xung đột lợi ích, kiểm soát thu nhập. Hội nghị tập huấn luật tố cáo, luật phòng chống tham nhũng và các luật có hiệu lực năm 2019 là hoạt động cần thiết giúp cho đại biểu nắm bắt kịp thời nội dung của luật, từ đó nâng cao nhận thức, vận dụng sáng tạo vào thực tế. Tại địa phương, công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước khi giải quyết công việc với công dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Ủy ban Hội Liên Thanh niên thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự đại hội có các đồng chí Trần Thị Trúc Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Dương Kim Viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc, đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên các địa phương trong tỉnh cùng 160 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 16.000 hội viên thanh niên trên toàn địa bàn thành phố. Nhiệm kỳ năm 2014-2019, thanh niên thành phố Bảo Lộc trưởng thành nhanh chóng trên các lĩnh vực. Nhận thức về tư tưởng chính trị của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn ngày càng được nâng cao, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Hội viên, đoàn viên thanh niên luôn có tinh thần cầu tiến, có ý chí tự lực, tự cường, xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, tích cực tham gia công tác đoàn, hội. Qua đó, góp phần củng cố đảng bộ, chính quyền xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bảo Lộc đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do đoàn, hội các cấp phát động. Qua đó, 18 chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bảo Lộc đề ra trong nhiệm kỳ 2014-2019 cơ bản đều đạt kết quả. Qua đó, 18 chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bảo Lộc đề ra trong nhiệm kỳ 2014-2019 cơ bản đều đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, nhiều công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu như trồng 3 hectare rừng thông tại khu vực Hồ Nam Phương, thắp sáng đường quê, tuyến đường tự quản, xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó,
đoàn viên thanh niên, hội viên đã góp bóp hàng ngàn ngày công xây dựng các công trình nông thôn, đô thị, duy trì và hoạt động hiệu quả 59 cổng trường an toàn giao thông và 28 đội thanh niên xung kích an toàn giao thông, với hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên học sinh tham gia. Trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ địa phương cũng đã tổ chức được 30 hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, thu hút trên 8.175 lượt hội viên, đoàn viên thanh niên hưởng ứng. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố và các cơ sở hội đã xây dựng được 41 tủ sách với gần 1.800 đầu sách. Trong đó có 38 tủ sách tại các trường học, 3 tủ sách tại các xã, phường trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trao tặng hàng ngàn phần quà, học bổng cho gia đình chính sách, người nghèo, học sinh nghèo, trẻ mồ côi trị giá hàng tỷ đồng. Vận động hội viên, đoàn viên thanh niên tham gia hiến từ 300 đến 450 đơn vị máu trên một năm. Ngoài ra, duy trì tốt các hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, phong trào vì thành phố không rác để ra quân thu gom rác, dọn vệ sinh, bóc dỡ biển quảng cáo, trồng hoa và cây xanh tại khu vực cơ quan trường học, thu hút trên 10.000 lượt hội viên thanh niên tham gia. Cũng trong nhiệm kỳ, đã tổ chức đào tạo nghề cho 3.500 thanh niên và giới thiệu việc làm cho hơn 1.000 thanh niên trên toàn địa bàn. Đại hội đã hiệp thương cử 29 ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Bảo Lộc khóa 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Anh Thân Nguyễn Vĩnh Thắng được Đại hội hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Bảo Lộc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 16 thành viên dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhân dịp Đại hội, thành phố Bảo Lộc đã trao tặng Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố 100 triệu đồng đóng góp vào quỹ hỗ trợ thanh niên thành phố phát triển kinh tế. Cũng nhân dịp này, thành phố Bảo Lộc vinh dự có 3 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ do Trung ương Đoàn trao tặng. 3 tập thể, 5 cá nhân được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen. 5 tập thể, 9 cá nhân được Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc tặng giấy khen. Ngày 29 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Bảo hiểm Xã hội và Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc đã đồng tổ chức hội nghị đối thoại với đại diện người sử dụng lao động, người lao động và công đoàn cơ sở doanh nghiệp năm 2019. Về phía đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc, đồng chí Nguyễn Quốc Bắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo nhanh về tình hình doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, nợ bảo hiểm xã hội, nghe thông tin về kinh tế xã hội địa phương và tham gia thảo luận về các vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động, những băn khoăn vướng mắc cần được quan tâm của các sở ban ngành trong tỉnh liên quan đến việc đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, việc chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Cũng tại hội nghị, đại biểu doanh nghiệp về dự đã mong muốn các sở ngành cần quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục những khó khăn trong việc đào tạo, tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho người lao động. Được biết, hội nghị đối thoại nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và công đoàn cơ sở doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật lao động. Sáng ngày 30 tháng 5 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2019. Hội thi đã thu hút hơn 160 thí sinh là cán bộ công đoàn cơ sở đến từ 32 đội thi. Tham dự hội thi có 32 đội, mỗi đội gồm 5 thành viên đến từ khối đảng, đoàn thể, phòng ban đơn vị sự nghiệp, xã phường, trường học và doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc. Các đội tham gia 3 phần thi gồm thi trắc nghiệm kiến thức trên giấy, thi xử lý tình huống và phần thi dành cho học viên. Trong đó, phần thi trắc nghiệm trên giấy, thí sinh phải hoàn thành một bài thi trắc nghiệm 40 câu trên giấy do ban tổ chức cung cấp. Phần thi xử lý tình huống, mỗi đội được ưu tiên bốc thăm trong bộ đề trả lời một câu hỏi tình huống. Sau thời gian quy định, đội ưu tiên không trả lời được, đội kế tiếp có quyền trả lời hoặc bổ sung một lần. Riêng phần thi dành cho học viên lớp tập huấn tham gia phần thi trả lời câu hỏi tình huống do ban tổ chức đưa ra. Nếu trả lời đúng, đáp án sẽ nhận được số điểm tối đa là 2 điểm, cộng vào điểm chung cuộc cho đội thi của công đoàn cơ sở và nhận được một phần quà từ ban tổ chức nếu trả lời được 1,5 điểm trở lên. Thông qua hội thi nhằm tạo không khí sôi nổi, diễn đàn để các cán bộ công đoàn thể hiện khả năng hoạt động một cách toàn diện, cùng học tập, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, phương pháp, kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn, góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt hơn các chế độ, chính sách đối với người lao động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn và tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc kết hợp với Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao cùng Công ty Mỹ phẩm Xuân Trang tổ chức hội thi Nét đẹp Phụ nữ Bảo Lộc năm 2019. Đến dự có đồng chí Dương Kim Viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc. Hội thi Nét đẹp Phụ nữ Bảo Lộc năm 2019 thu hút sự tham gia của 21 thí sinh đến từ 11 Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường và Hội Phụ nữ Cơ quan Công an thành phố. Tại hội thi, các thí sinh tham gia các phần thi năng khiếu, trang phục áo dài, thi trang phục dạ hội và phần thi kiến thức, ứng xử các tình huống. Hội thi đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tham gia và có những cảm nhận về hội thi. Đến với hội thi hôm nay thì Mỹ Trinh rất là vui khi tham gia cái chương trình này. Nếu được giải thì càng tốt, mà không có giải thì cũng là cơ hội để mình tham gia, học hỏi kinh nghiệm từ những bạn cùng trang lứa. Nói chung là rất là vui và phấn khởi khi được là người tham dự của phường Lộc Sơn. Thông qua hội thi, ban tổ chức mong muốn với tài năng sắc đẹp của chị em phụ nữ, các thí sinh phải đảm bảo các yếu tố về đạo đức, phẩm hạnh, trung hậu, đảm đang, xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại. Đến với cuộc thi Nét đẹp Phụ nữ Bảo Lộc năm 2019, bản thân tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Và mỗi thí sinh đến đây là một bông hoa, muôn hương, muôn sắc, góp phần xây dựng nên một vườn hoa của thành phố Bảo Lộc thật là xinh đẹp. Đúng với chỉ tiêu của cuộc thi ngày hôm nay, đó là xây dựng hình ảnh người phụ nữ thành phố Bảo Lộc tự trọng, rèn đức, tự tin, luyện tài, trung hậu, đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đối với tôi, những cuộc thi bổ ích và vui vẻ như thế này hết sức là cần thiết và thiết thực, tạo ra một sân chơi rất là năng động, trẻ trung, tạo cho các chị em phụ nữ thêm sự tự tin, rèn luyện thêm cái sự dàn dĩ trước mọi người và thể hiện được sự duyên dáng, năng khiếu cũng như là trí tuệ của mình. Hội thi Nét đẹp Phụ nữ Bảo Lộc nhằm tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ xứ Trà Bình Lao, qua đó giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về phong cách sống, cũng như cách ứng xử cho thí sinh là hội viên phụ nữ. Đây cũng là dịp để cho chị em phụ nữ tự tin, năng động hơn, khẳng định bản thân và từ đó tạo được những thành công trong cuộc sống. Động viên hội viên phụ nữ tích cực tham gia phong trào phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Trần Thị Gấm, Hội Phụ nữ phường Lộc Sơn, giải nhì thuộc về thí sinh Võ Thị Thanh Thanh, Hội Phụ nữ phường 1, và giải ba được trao cho thí sinh Ca Hối, phụ nữ xã Lộc Nga. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải như gương mặt khả ái cho thí sinh Trần Thị Gấm, Hội Phụ nữ phường Lộc Sơn, trang phục truyền thống đẹp nhất cho thí sinh Đặng Hồng Nhung, phụ nữ công an Bảo Lộc, trang phục dạ hội đẹp nhất thí sinh Ca Hối, phụ nữ xã Lộc Nga, và phần thi năng khiếu hay nhất thí sinh Nguyễn Thanh Hiền, Hội Phụ nữ phường Lộc Tiến. Sáng ngày 28 tháng 5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại nhà máy thủy điện Đại Nga trực thuộc Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên. Với tình huống giả định có cháy xảy ra tại khu vực trạm biến áp, hệ thống báo cháy tự động đã báo động cho toàn bộ cán bộ, công nhân di tản khỏi tòa nhà. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng liên hệ với cảnh sát phòng cháy chữa cháy để thông báo, đồng thời tiến hành chữa cháy tại chỗ và tổ chức sơ tán mọi người ra khu vực an toàn, di chuyển tài sản quan trọng, sơ cứu người bị nạn. Sau khoảng 5 phút, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với cán bộ, công nhân viên và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở khẩn trương triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm hạn chế cháy lan. Sau thời gian tích cực phối hợp, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp và cơ sở đã nhanh chóng dập tắt đám cháy gia đình, không gây ảnh hưởng tới khu vực xung quanh. Toàn bộ người làm việc trong trụ sở nhà máy đã được di tản ra khỏi tòa nhà an toàn. Cùng với các trường trên địa bàn, sáng ngày 28 tháng 5, trường Trung học phổ thông Bảo Lộc đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2018-2019. Năm học 2018-2019, trường Trung học phổ thông Bảo Lộc có 1.242 học sinh, là ngôi trường với bề dày thành tích, là trường trung tâm chất lượng cao của thành phố Bảo Lộc và của tỉnh Lâm Đồng. Trong năm học vừa qua, trường đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ chuyên môn, trường tổ chức 32 buổi chuyên đề hội giảng, đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh và 138 tiết dạy thao giảng đổi mới phương pháp. 4.628 tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin của các giáo viên thuộc các tổ chuyên môn.
nhiều hoạt động tham quan, học tập, trải nghiệm sáng tạo được tổ chức, tạo hứng thú cho học sinh tham gia các tiết học và có trải nghiệm thực tế. Tổng kết cuối năm, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi và khá chiếm 91,79%. Hai học sinh đạt giải nhì và ba học sinh giỏi quốc gia các môn tin học và cuộc thi giao thông học đường. 43 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó một giải nhất môn tin học, một giải nhất cuộc thi giao thông học đường, một giải nhì và một giải tư cấp tỉnh cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2018-2019 được chọn tham gia dự thi cấp quốc gia. 35 giải cấp tỉnh các môn văn hóa. Ngoài ra, các cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, tin học trẻ không chuyên, học sinh với ý tưởng khởi nghiệp, hùng biện tiếng Anh năm học 2018-2019, trường đều có học sinh đạt giải nhất, nhì và ba. Cũng trong năm, nhà trường đã huy động sự đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, các tổ chức xã hội, phụ huynh học sinh, cựu học sinh và học sinh của nhà trường xây dựng quỹ khuyến học với số tiền 181 triệu đồng, trao 72 suất học bổng trị giá 92 triệu đồng cho học sinh nghèo học giỏi từ quỹ khuyến học nhà trường và từ các tổ chức khác. Trường Trung học Phổ thông Lộc Thanh cũng đã tổ chức lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2018-2019. Năm học 2018-2019, nhà trường có hơn 1.000 học sinh theo học tại các khối lớp. Những năm học qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song đội ngũ sư phạm nhà trường luôn nỗ lực xây dựng trường từng bước trở thành ngôi trường uy tín về chất lượng, giáo dục đào tạo, từng bước tạo được lòng tin nơi người dân và các bậc phụ huynh. Cùng với đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường phụ đạo cho học sinh yếu kém để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, các thầy cô giáo còn quan tâm công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, tổ chức các buổi ngoại khóa, tham quan thực tế các mô hình hướng nghiệp cho các em học sinh, đồng thời xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, tạo môi trường thuận lợi trong rèn luyện để các em hăng say, vui tươi tới lớp tới trường trên tinh thần mỗi ngày tới trường là một niềm vui. Tổng kết năm học năm 2018-2019, trường Trung học Phổ thông Lộc Thanh có số học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt chiếm 93%. Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019. Từ công tác đấu tranh của lực lượng công an thành phố Bảo Lộc, đối tượng Đỗ Văn, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú 233 Hồ Tùng Mậu, phường 1, đã khai nhận trong thời gian từ tháng 1 năm 2019 đến ngày bị bắt, đối tượng đã thực hiện hai vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn, gồm một xe Taurus tại phường 1 vào ngày 23 tháng 1 năm 2019 và một xe Suzuki X-Bike mang biển kiểm soát 49K1-28525 tại địa bàn xã Lộc Nga vào ngày 24 tháng 1 năm 2019. Sau đó, đối tượng Văn đã bỏ trốn khỏi địa phương cho đến ngày bị bắt. Hiện công an thành phố Bảo Lộc đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng Đỗ Văn về tội trộm cắp tài sản và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm chấp hành xong án phạt tù với tội danh cố ý gây thương tích, trở về địa phương, anh Trần Minh Đoan ở phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc luôn mặc cảm với quá khứ lầm lỗi của mình. Song với quyết tâm làm lại cuộc đời, được sự động viên quan tâm của gia đình, người thân, hàng xóm và cán bộ chiến sĩ công an, anh đã tích cực tái hòa nhập với cộng đồng. Cũng như những thanh niên cùng trang lứa trong thôn xóm, với quan niệm để làm những việc có ích cho xã hội, thì bản thân phải nỗ lực vươn lên, tích cực làm kinh tế để ổn định đời sống và tham gia các phong trào tại địa phương. Khép lại quá khứ, anh Đoan luôn tích cực lao động với công việc quen thuộc hàng ngày là sửa chữa điện gia dụng. Với sự khéo léo, cần mẫn và tận tâm với nghề, từng bước anh đã tạo được uy tín trong công việc, khách hàng đến với anh ngày càng nhiều. Đó là điều kiện tốt để tạo ra thu nhập ổn định cho cuộc sống của bản thân và gia đình. Thì sau khi tôi về thì công an phường và công an địa phương cũng đến động viên và khích lệ tôi. Thì em gia nhập tổ dân phố mới đây thôi thì do anh Đức Anh giới thiệu em vô. Tham gia tổ bảo vệ dân phố để bảo vệ an ninh và trật tự dân làng hàng xóm. Hằng ngày sau khi kết thúc phần công việc, anh lại quanh quẩn phụ giúp công việc trong nhà và dành thời gian tham gia tổ bảo vệ dân phố. Hàng đêm, anh cùng anh em trong tổ tuần tra kiểm soát chốt bảo vệ an ninh trật tự để góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại tổ dân phố. Sự nhiệt tình trong công việc của Đoan được anh em trong tổ bảo vệ dân phố và người dân thương yêu tin tưởng. Những đóng góp của anh được các cấp chính quyền, lực lượng công an phường Lộc Tiến đánh giá cao về sự tiến bộ trong nhận thức, việc làm.
Sau khi trở về địa phương thì sẽ thấy anh Đoan rất tích cực trong các tham gia vào các cái phong trào cũng như đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư. Nên là bản thân tôi đã trực tiếp đề xuất với công an phường để có ý kiến với chủ tịch ủy ban nhân dân để đưa anh Đoan vào tổ bảo vệ dân phố. Thì sau khi anh Đoan vào tổ bảo vệ dân phố thì cũng tham gia với anh em, cũng hòa nhập với cái cuộc sống của anh em, cũng tham gia tốt để đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư. Với những gì đang thể hiện, anh Trần Minh Đoan đang từng bước khẳng định được quyết tâm xây dựng lại cuộc đời tươi sáng với nhiều dự định của tuổi trẻ. Tiếp thêm sức mạnh cho những dự tính, đó là sự động viên cổ vũ của những người thân trong gia đình, bà con lối xóm, các anh em trong tổ bảo vệ dân phố và các cấp chính quyền trong tái hòa nhập cuộc sống cộng đồng, để Đoan từng bước vươn lên, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.